Kính chào quý vị, mời quý vị đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Thưa quý vị, kể từ khi xác định ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Phú Yên đã qua 15 ngày quyết liệt triển khai các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục dành nhiều thời lượng thông tin đến quý vị công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét thông qua dự thảo các báo cáo, tờ trình, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 3. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, bên cạnh xem xét các dự thảo báo cáo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, các đại biểu tập trung cho ý kiến thảo luận các dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 như kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 tỉnh Phú Yên, nguồn vốn do tỉnh quản lý, quy hoạch khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án công trình trên địa bàn tỉnh, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đồng chí Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng các tờ trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung, sớm hoàn chỉnh các nội dung trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch. Ý thức phòng chống dịch cần được thể hiện bằng hành động cụ thể ở mỗi người, mỗi nhà, mỗi khu dân cư, đặc biệt các địa điểm có nguy cơ cao. Cần tăng cường kiểm soát, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo tại các khu vực cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa. Vâng, đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Hữu Thế tại buổi làm việc trực tuyến chiều qua. Báo cáo của các địa phương, công tác điều tra truy vết lấy mẫu xét nghiệm tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh thực hiện trong ngày hôm nay. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, các ca dương tính ghi nhận những ngày qua có nhiều trường hợp trong các khu phong tỏa. Giám đốc Sở Y tế cảnh báo tình trạng lây nhiễm chéo có thể xảy ra ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Điều này sẽ dẫn đến quá tải cho ngành y tế trong công tác điều trị bệnh trong thời gian tới. Đề nghị các đồng chí đã tăng cường kiểm soát cái sự tuân thủ các cái quy định mà phòng chống dịch trong cái khu cách ly cũng như là khu vực phong tỏa nghiêm túc hơn, cũng như là phải tăng cường cái xử phạt để mà mang tính răn đe. Trước kiến nghị của các địa phương liên quan đến đẩy nhanh việc trả kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các địa phương cần có sự điều chỉnh cách thức phối hợp tốt hơn trong công tác lấy mẫu. Các tổ lấy mẫu cần được tập huấn việc nhập thông tin dữ liệu mẫu qua máy, thực hiện tốt việc phân loại mẫu, tạo thuận lợi cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trong việc xét nghiệm trả kết quả. Các đồng chí phối hợp để làm sao chúng ta làm cho sớm, để chúng ta thống nhất cái mẫu và biểu mẫu, kể cả làm tay và đặc biệt là phải làm máy, cho các tổ đi lấy mẫu, để có cơ sở để chuyển mẫu và chuyển luôn cả cái form cho nó đúng theo quy định, để từ đó là chúng ta có dữ liệu về những người chúng ta lấy mẫu, chúng ta xuất dữ liệu kịp thời về kể cả những ca dương tính và kể cả những ca âm tính để trả kết quả, để bảo đảm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các địa phương cần tăng cường kiểm soát các khu vực cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tập trung nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh. Các quy định về phòng chống dịch cần được thực hiện nghiêm túc trong từng khu dân cư, từng hộ dân. Chúng ta là nhiệm vụ kép, vừa chống dịch nhưng mà vừa phát triển kinh tế. Và cuộc chiến chúng ta còn dài. Và vì vậy, tinh thần của mỗi người, mỗi chiến sĩ chúng ta
phải thực hiện đúng tinh thần đó. Mỗi sự lơ là đây có thể trả giá bằng mạng sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các địa phương cần chủ động chuẩn bị thêm cơ sở cách ly tập trung, vận động các cơ sở lưu trú cùng tham gia. Thành phố Tuy Hòa sớm xây dựng tiêu chí cho đối tượng F1 thí điểm cách ly tại nhà, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch tại thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa, cùng đi có lãnh đạo công an tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và làm việc với công an thị xã Đông Hòa về triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Theo lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa, trong 14 ngày qua, Công an thị xã đã huy động 100% lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch trên địa bàn. Đến thời điểm này, toàn lực lượng Công an vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên các địa bàn phân công đảm bảo sức khỏe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công an thị xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, cuộc chiến chống COVID-19 xác định lâu dài, do đó yêu cầu lãnh đạo Công an thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng tinh thần của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh nhằm đảm bảo kiểm soát tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các khu vực phong tỏa, không để xảy ra tình trạng thực hiện không nghiêm yêu cầu phong tỏa cách ly, gây lây lan dịch bệnh, nhiễm chéo trong các khu vực phong tỏa cách ly. Các địa phương, nhất là lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Bởi những ngày gần đây, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh. Nhưng bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, thì vẫn còn một số cá nhân tổ chức có biểu hiện chủ quan lơ là vi phạm quy định phòng chống dịch, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, cửa ngõ phía Nam, thành phố Tuy Hòa được thành lập 3 ngày qua. Những giờ cao điểm, lượng phương tiện và người dân đi vào nội thành khá lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 từ nơi khác vào địa bàn thành phố, các lực lượng phối hợp luôn thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát dịch bệnh ngay tại chốt như kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với từng cá nhân. Trong những vừa qua thì việc thứ nhất là anh em thực hiện việc kiểm soát là đúng quy định. Thứ hai, người dân bà con đi qua lại là rất hợp tác với tổ kiểm soát. Trong 14 ngày qua, kể từ khi Phú Yên có ca mắc COVID-19 trên địa bàn, lực lượng công an Phú Yên đã được huy động tổng lực bám sát các địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, tích cực hỗ trợ các tổ truy vết nhanh các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan. Đối với lực lượng, chúng tôi với phương châm là thần tốc và quyết liệt thì đã tham gia cùng với địa phương tổ chức truy vết, rồi khoanh vùng, rồi tổ chức dập dịch. Đại tá Nguyễn Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an Phú Yên cho biết, lực lượng công an tỉnh đã kịp thời xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và gây mất trật tự tại các địa phương. Vừa qua thì Công an Phú Yên đã phát hiện xử lý một số trường hợp tự ý là trốn khỏi nơi cách ly, trốn khỏi nơi phong tỏa hoặc những trường hợp cách ly tại nhà đi ra khỏi vùng cách ly, vùng phong tỏa. Có trường hợp đã tụ tập ăn nhậu gây án trong cái khu cộng đồng và đã bắt xử lý kịp thời. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong những ngày gần đây, dù nhiều địa phương khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn thực hiện giãn cách phong tỏa theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng đã có sự chủ quan lơ là của một số tổ chức cá nhân tiềm ẩn nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nay là cái vấn đề chúng ta chấp hành nghiêm những quy định phòng chống dịch và các quy định và biện pháp y tế thì mới kiểm soát được dịch bệnh. Và tôi kêu một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên hãy thận trọng, cảnh giác để rồi cùng với là chính quyền, lực lượng chức năng vào cuộc để tham gia chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể cá nhân cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch,
Tỉnh yêu cầu cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tập trung toàn lực trong mọi trường hợp không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định chỉ đạo về phòng chống dịch, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh đối với những trường hợp lơ là vi phạm các quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, để khoanh vùng, không để dịch lan rộng trong cộng đồng và lây lan sang các vùng địa phương khác, huyện Tây Hòa đã chọn vùng cách ly y tế, khu vực phong tỏa được thiết lập theo quy mô phù hợp với tình hình dịch bệnh của địa phương để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo. Một trong hai khu cách ly tập trung F1 của huyện Tây Hòa được đặt tại thao trường huấn luyện cụm xã của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Hòa. Khu vực này nằm ở chân núi Hòa Phú, cách xa khu dân cư của địa phương. Để tránh lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly F1, đội ngũ y bác sĩ cũng như tổ hậu cần phục vụ ăn uống sinh hoạt hàng ngày luôn lấy tiêu chí an toàn là trên hết. Hiện tại thì tại cơ sở đây là cách ly 54 bệnh nhân, trong đó là 49 bệnh nhân F1 và 5 bệnh nhân là đi từ vùng dịch địa phương khác về và 1 bệnh nhân F2. Được sự quan tâm của các cơ quan quân sự cũng như công an và y tế tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phục vụ tinh thần là ăn uống và đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng anh em đầy đủ. Các trường hợp dương tính với COVID-19 ở huyện Tây Hòa cũng đang được địa phương phối hợp đội ngũ y bác sĩ của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng chữa trị tại một khu vực nằm riêng biệt trong trung tâm y tế huyện. Chỉ những y bác sĩ có nhiệm vụ chữa trị mới được vào khu vực đặc biệt này. Bằng nhiệt huyết và tuổi trẻ nên đó là một cái lý do đơn giản vậy thôi, nên nó đã thôi thúc cho em lên đường. Và hôm nay em đã đến đây để cùng góp một ít sức nhỏ của mình vào trong công cuộc là chiến đấu và cùng với các đồng nghiệp của tỉnh Phú Yên đẩy lùi dịch bệnh COVID để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đối với các hoạt động điều tra dịch tễ để tìm F0 trong cộng đồng, địa phương cũng tiến hành kết hợp đánh giá thực địa để có cơ sở khoanh vùng phạm vi xử lý, thiết lập khu vực phong tỏa, đồng thời thực hiện khẩn công tác xác định các đối tượng tiếp xúc và khẩn trương xét nghiệm để xem xét phạm vi phong tỏa. Trung tâm đã triển khai rất là nhiều việc, cụ thể như là khi mà phát hiện F0 thì phải truy vết F1, mà truy vết F1 phải truy vết F2 và F3, cho nên là phải dứt điểm. Đấy, sau đó là coi như là đưa cái F1 này vào cơ sở cách ly tập trung và xử lý qua chất, đồng thời là lấy mẫu xét nghiệm để gửi cho tỉnh để mà họ xét nghiệm. Cùng với thiết chế trong khu cách ly vùng phong tỏa, huyện Tây Hòa cũng luôn đề cao và phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Phân công tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 chia thành các nhóm nhỏ, đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời giám sát phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và ngành y tế những trường hợp nghi nhiễm để có hướng xử lý kịp thời. Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sáng qua các đơn vị doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp nhận tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên trao tặng hơn 2.200 test nhanh xét nghiệm COVID-19 do hãng Trulai sản xuất, tổng trị giá 300 triệu đồng. Trong sáng ngày 8 tháng 7, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên đã gửi tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 1.500 bộ trang phục y tế và nhiều vật tư y tế chăm sóc sức khỏe tuyến đầu chống dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Quốc Hoàng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân và cho biết sẽ phân bổ các thiết bị vật tư y tế này đến tuyến đầu chống dịch trên địa bàn trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 8 tháng 7, lãnh đạo huyện Tuy An đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phun hóa chất khử khuẩn tiêu độc môi trường nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tuy An. Sư đoàn 2, quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 4 xe ô tô chuyên dùng, 4 bình phun khử khuẩn đeo vai, 150 kg chloramin B và hơn 25 cán bộ chiến sĩ để giúp huyện Tuy An khử khuẩn tiêu độc môi trường trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên huyện, tại các xã An Dân, An Cư, An Định, An Nghiệp, An Chấn, An Mỹ, An Hòa Hải, An Nghiệp, thị trấn Chí Thành và tại các khu dân cư đang thực hiện phong tỏa hộ gia đình có ca dương tính với COVID-19 và F1, F2.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn cử cán bộ chiến sĩ tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình. Trước sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị, lãnh đạo huyện Tuy An đã gửi lời cảm ơn đến Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, qua đó góp phần ngăn chặn giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh lây lan trong cộng đồng. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, nhiều lực lượng từ các đơn vị, tỉnh thành trong cả nước đã về Phú Yên hỗ trợ phun khử môi trường, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng cũng như điều trị cho các ca dương tính nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Những ngày qua, lực lượng phòng hóa sư đoàn 2 và quân y quân khu 5 đã sử dụng 2 xe chuyên dụng phun hóa chất khử khuẩn môi trường các khu vực đang bị phong tỏa tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các xã được phong tỏa và áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ do ghi nhận nhiều ca F0. Đồng thời phun khử khuẩn các khu dân cư có nguy cơ cao, chợ, trung tâm y tế, bệnh viện, trường học, điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại các khu vực bị phong tỏa. Các hoạt động này làm người dân thêm yên tâm trong công tác phòng chống dịch. Và đồng thời là hỗ trợ cho vừa lương thực là mì tôm, là rau xanh, thì nói chung là bà con cũng yên tâm. Và đồng thời là các mạnh thường quân của hàng xóm thì cũng cung cấp cho bà con thêm một số lương thực thực phẩm khác và nước sát khuẩn hoặc là chắn kính chắn. Thì nói chung thì tới giờ phút này thì mười mấy ngày thì nói chung bà con trong xóm rất là yên tâm. Phức tạp như hiện nay thì chúng tôi rất là mong muốn tự giác trong bà con nhân dân chúng ta có cái biện pháp phòng chống cho riêng mình và cho mọi người và bình tĩnh, không hoang mang. Đến 8 giờ ngày 8 tháng 7, Phú Yên ghi nhận 380 ca F0 ở 8 trên 9 huyện thị xã thành phố. Diễn biến dịch COVID-19 đang khá phức tạp. Số người là F1, F2 nhiều, để sớm ngăn chặn và tiến tới dập dịch, đòi hỏi phải tăng cường tiến độ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, khẩn trương phun khử khuẩn xử lý môi trường. Sự phối hợp chặt chẽ khẩn trương của các cán bộ chiến sĩ quân khu 5, các lực lượng như Viện Pasteur Nha Trang, lực lượng tình nguyện ngành y đến từ các tỉnh Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên. Nhiều khu vực có ca dương tính, khu vực nguy cơ cao đã được khoanh vùng lấy mẫu truy vết nhanh F1, F2 với quyết tâm dập dịch sớm nhất. Với hy vọng chúng tôi là làm trong thời gian ngắn nhất để mà đẩy lùi dịch bệnh, khoanh vùng dập dịch tốt. Hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch trên địa bàn Phú Yên tiếp tục được triển khai khẩn trương nhờ có sự hỗ trợ của các địa phương đơn vị tăng cường cho Phú Yên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, đồng hành cùng lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Quý vị, hơn 2 tuần qua, kể từ khi tỉnh ta ghi nhận một trường hợp là người Phú Yên bị dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Khánh Hòa, và cho đến cuối ngày 7 tháng 7, toàn tỉnh đã ghi nhận tất cả hơn 350 ca, và mới nhất là thị xã Sông Cầu cũng đã có ca nhiễm bệnh đầu tiên. Cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc để phòng dịch, trong đó có lực lượng thanh niên xung kích. Ngoài lực lượng tham gia ở tuyến đầu như công an, quân đội, thì hàng trăm tình nguyện viên đã tự nguyện tham gia vào các phần việc thiết thực với mong muốn chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi nhận được thông báo tuyển tình nguyện viên của Thành đoàn Tuy Hòa và biết được công việc nếu mình tham gia, Bùi Thanh Phong, sinh viên trường Cao đẳng Công thương miền Trung đã tình nguyện tham gia vào nhóm làm mũ kính ngăn giọt bắn để tặng cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Và nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia vào công việc này cũng đều là tình nguyện viên. Mỗi người, mỗi công đoàn, cả nhóm đã làm ra hơn 5.000 chiếc mũ chắn giọt bắn khi làm công tác phòng chống dịch. Thành phố của chúng ta đang có dịch thì chúng ta góp một chút sức của mình để cùng với các lực lượng chức năng để chống dịch. Với tình hình bùng phát dịch của thành phố Tuy Hòa thì em muốn làm cái kính chống giọt bắn này là để trao cho tuyến đầu chống dịch COVID.
Từ ngày 24 tháng 6 đến nay, đã có hơn 5.000 khẩu trang y tế, hơn 5.000 mũ kính chống giọt bắn được thành đoàn làm, cùng hàng trăm lít dung dịch rửa tay sát khuẩn được hỗ trợ cho các chốt phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Từ ngày 25 tháng 6 đến nay, câu lạc bộ Đom Đóm Phú Yên hỗ trợ cho hàng nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực giãn cách của thành phố và các địa phương có ca bệnh phải phong tỏa các khu dân cư. Những phần quà là nhu yếu phẩm để mỗi hộ gia đình đủ sử dụng trong 15 ngày. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã cung cấp các loại nước uống cho cán bộ làm việc tại các khu vực giãn cách. Cách ly là ở trong nhà không có đi chợ đi quán được, không có làm gì được hết á. Ở trong nhà không à, nhờ cái đoàn hỗ trợ cứu trợ được, cũng cảm ơn nhà nước. Bởi thì chúng tôi cũng sẽ vận động các nguồn lực để mua các cái nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho bà con vùng dịch, và cũng như là chúng tôi sẽ tổ chức các cái đội hình thanh niên tình nguyện để hỗ trợ các chốt phòng dịch và cũng như là truy vết để cùng với các cấp các ngành của thành phố cố gắng dập tắt dịch trong thời gian sớm nhất. Không chỉ hỗ trợ các vùng bị phong tỏa, khu cách ly ở thành phố Tuy Hòa, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có những chương trình hỗ trợ cho các địa phương có ca nhiễm và chịu nhiều ảnh hưởng của dịch như thị xã Đông Hòa, huyện Sơn Hòa, Tuy An và Sông Hinh. Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã có sự chủ động chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cử lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia đăng ký vào các tuyến đầu chống dịch. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cái nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân cũng thông qua đoàn thanh niên thì có những cái chia sẻ cùng với các lực lượng với tham gia tuyến đầu chống dịch và những gia đình khó khăn. Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và hiện Phú Yên đang trong thời điểm nắng nóng. Những người đang ở tuyến đầu chống dịch đang rất cần sự tiếp sức để phòng chống dịch an toàn và hiệu quả. Vì thế, tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên sẽ tiếp tục được Đoàn viên Thanh niên tỉnh Phú Yên phát huy và triển khai cho đến khi tỉnh nhà ngăn chặn được đại dịch COVID-19. Vâng, và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website www.ptbphuyen.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.